Sâm Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Video clip hôm nay em Đạt Trần dành cho các bác đam mê âm thanh cổ cũng như đam mê sản phẩm, đó là những chiếc đầu băng cối. Hôm nay thì em Đạt Trần sẽ lên sóng và bán rẻ, gọi là cắt lỗ cho các bác một con Tech A 6300. Vâng, duy nhất một em Tech A 6300, giá siêu tốt tại thời điểm hiện tại. Em xin bán cho các bác với cái mức giá rất là rẻ. Vâng, 20 triệu đồng cho em Tech A 6300. Vâng, em này thì còn rất là mới, và còn rất là mới luôn. Và tại sao em bán rẻ thì mời các bác chúng ta hãy chú ý xem hết clip, video clip. Và Tech A 6300 là một cái model huyền thoại của hãng, với cái chất âm rất hay, vận hành thì bền bỉ. Con này có thể nói là siêu bền luôn, thưa các bác, siêu bền luôn. Tình trạng con này về còn rất là mới và zin nguyên bản, và rất là mới và zin nguyên bản. Mời các bác chúng ta sẽ tiến lại gần và chúng ta sẽ quan sát chi tiết em Tech A 6300. Em này thì thiết kế với mặt nhôm phay màu trắng, Mogen 6300 thể hiện ngay trước mặt. Phần phía dưới đáy của nó đây sẽ có hai cụm đồng hồ vuông, tất cả các cái núm nút đẹp hoàn hảo. Và mời các bác coi cái phần vỏ gỗ, em này thì hai hồi gỗ còn rất là mới, vuông thùng sắc cạnh. Và mời các bác xem luôn cái phần nội thất của máy đây ạ, ốc nhái này sắt xi còn 7 màu, con này thì còn rất là mới luôn. Và còn rất là mới. Và tại sao em bán rẻ thì có lẽ các bác chưa thể biết được, và nhiều bác nhìn thì cũng không thể biết được luôn. Tuy nhiên thì các bác cứ xem hết video clip nhé, không phải là của rẻ là của ôi đâu, con này rất là ngon đấy. Các bác nào mà xem được video clip này thì may mắn có thể sở hữu được một cái em máy ngon bổ rẻ chất lượng tuyệt vời. Đây, này là tấm lắp lưng, và đây là cái phần nội thất. Con này phải nói nội thất của nó quá mới luôn, từ những cái ốc nhái, đây, từ những cái ốc nhái, từ những cái sắc AV. Số series của em nói là 21031 các bác nhé. Máy sử dụng động cơ là 3 motor. Đây, cánh quạt trắng bóc luôn. Đấy, phần bánh đà có chữ Tech, nguồn còn nguyên cả tem. Đấy, hai motor này, tất cả đẹp zin nguyên bản. Đấy, không có một cái gì cả. Đấy, nguyên tất cả các motor là nguyên keo nghiêm phong trên ốc. Đấy, sơn. Rồi nội thất với sắt xi 7 màu. Ruột gan con này thì không có gì để nói nữa rồi. Mới, xứng đáng hoa hậu luôn. Hộp gỗ rất đẹp. Và hộp gỗ rất đẹp. Và đây, lòng mề đây. Đấy. Ruột không có hạt bụi luôn. Ruột không có hạt bụi luôn. Đấy. Keng xà beng đẹp, không tì vết. Long lanh, 7 sắc cầu vồng. Và nó có một cái chấm phải ở đây. Em sẽ nói luôn cho các bác xem. Con này thì tình trạng hàng về nó lúc đầu là nó rất là đẹp. Vâng, lúc đầu thì nó rất là đẹp. Đấy, tuy nhiên thì có một cái sự nghịch ngợm. Mấy anh bạn ở bên Tây. Đấy, anh ở đây thì nó dán những cái băng dính vào đây. Anh bạn ở bên Tây. Đây, anh bạn ở bên Tây anh mới lấy cái tô vít anh chũi chũi vào đây. Đấy, thì nó sẽ tạo ra một cái vết xước lông mèo rất là nhỏ, thực sự là khó mà quay được cái vết xước lông mèo đấy, rất là nhỏ. Nó có một số các cái vết xước lông mèo, còn ngoại ra thì rất đẹp. Đây nữa này, đấy, vết xước lông mèo khá là nhỏ thôi. Em quay như này thì các bác nhìn thấy thôi, chứ còn bình thường mà để mà soi ra đây tổng thể thì không thể nhìn thấy những cái vết xước lông mèo nhỏ được đấy. Cái này thì thực ra thì vẫn rất là đẹp luôn, bởi vì các cái chi tiết của nó còn cực kỳ là mới, cực kỳ là mới. Con này còn mới hơn những cái con khác em bán ấy. Tuy nhiên bên kia người ta nghịch ngợm. Đây ạ, nó có cái băng dính ở đây với cái vết keo đây, đáng là người ta lại lấy khăn người ta lau đi là hết, nhưng mà cứ lấy cái gì chũi chũi vào đây thì nó tạo ra những cái vết xước rất là mờ. Đấy, nó không có quá ảnh hưởng đến thẩm mỹ, còn tổng thể thì rất đẹp, không có điểm chê. Và con này đầu từ còn chưa xài luôn, tháo luôn cái phần đầu từ cho các bác xem. Con này cái đầu từ còn chưa xài luôn, thì chính vì thế em bán cắt lỗ cho các bác một con, cũng là tri ân khách hàng luôn.
Thì bình thường những cái máy bây giờ là 22 triệu rưỡi thì con này em bán cho các bác 20 triệu thôi, không có phụ kiện các bác nhé, không có húp đâu. Đấy, húp các bác phải mua thêm. Con này thì chỉ có đây, cái mồm nước còn rất đẹp này, mới keng. Đấy, bình thường 22 triệu rưỡi thì con này bán cho các bác 20 triệu. Đấy, không có phụ kiện, các bác nào lấy thêm húp em chỉ tính 500 là 20 triệu, 500 là các bác có thể là xài luôn được rồi. Đây ạ. Đấy, quay như này thì nó khác gì những cái con hoa hậu đâu. Đấy. Tất cả rất đẹp luôn, không tì vết này. Keng sveng luôn này. Đây ạ. Đầu tư của nó chưa dùng. Đấy, các bác thấy chưa? Đầu tư chưa xài luôn. Chưa xài luôn. Đấy, mới cứng, không có vẹt băng. Mới cứng luôn, đấy. Bánh tì, bánh đà vẫn những cái vân chải tia. Đây ạ, quay cái chỗ xước cho các bác xem. Đấy. Nó chỉ hơi hơi mờ mờ. Hơi hơi mờ mờ nhẹ nhẹ một tí, quay nó cũng còn khó. Đây đây này, các bạn nhìn thấy rồi, hơi hơi mờ mờ nhẹ nhẹ một tí ở đây và ở trên này. Đấy, thế thôi, còn lại thì bên này không có gì, bên này không có gì. Đấy, nó chỉ có ở đây và ở đây. Đây, thế thôi, ba vết. Nếu mà các bác giảm được 2,5 triệu, đấy, giảm được 2,5 triệu thì các bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Đấy, nếu các bác không quá kỹ tính về hình thức. Đấy. Tuy nhiên mà lắp băng vào mà chạy hoặc là bình thường thì không thể ai mà nhận ra được những cái đấy. Tuy nhiên bên em bán hàng rất là thật chất, em quay cho các bác xem thôi. Còn để nhưng mà quay bình thường các bác cũng không nhìn thấy. Còn sản phẩm này bên em bao zin tuyệt đối. Bao zin tuyệt đối cho các bác. Ruột gan, lòng mề đẹp xuất sắc, vận hành hoàn hảo. Và bảo hành đàng hoàng cho các bác. Chứ không phải là các bác thấy bán rẻ mà chúng ta lại lăn tăn về chất lượng đâu. Thi thoảng thì bán rẻ cho các bác một con. Lô hàng nó về 10 con thì một con nó nghịch, nó xấu như này thì bán chắc lỗ đi thôi. Lãi ở 9 con rồi. Đấy, rất là cảm ơn các bác. Thì 20 triệu cho một em 6.300 ở cái thời điểm hiện tại có lẽ là không có đâu ạ. Mà các bác có nhu cầu thì alo cho em đặt trần. Một máy duy nhất, cái số series em vừa đọc rồi. Em nào, em này là 21031 các bác nhé. 21031 các bác có nhu cầu thì alo cho em. Giá em báo rồi. 20 triệu à? 20 triệu đồng. Bây giờ em sẽ lắp băng vào và test cho các bác nghe. Này nếu mà thực ra để mà nói nó còn mới hơn những cái con khác. Mới hơn những cái con khác rất nhiều, đầu từ rồi ruột gan các thứ nó mới thì các bác dùng nó lành, nó bền. Đây ạ, khác gì em hoa hậu đâu, em hoa hậu đấy, lắp băng vào thì chả nhìn thấy gì cả. Giá thì có 20 triệu mà các bác có nhu cầu thì alo cho em. Bây giờ em cho nó chạy đây. Máy là 0983586968. Shop có địa chỉ ở tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc. Giá sản phẩm không bao gồm phí ship từ các bác. Vâng, tiếng rất hay luôn. Đầu tư nó còn mới, chỉ một nét cực. Cho say.
không bao giờ tình nhạt. Vâng, thưa các bác, bán rẻ và cắt lỗ duy nhất một em Tech A6300 với mức giá bán là 20 triệu đồng. Các bác có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp cho em đặt trần qua số điện thoại trên màn hình nhỏ. Bên em có địa chỉ ở tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giao hàng toàn quốc thưa các bác, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Em đặt trần sẽ test chiều máy ngược lại cho các bác nghe. Máy này thì vận hành hoàn hảo cả hai chiều. Tiếng rất hay. Tiếng rất tốt luôn. Con này tiếng rất nét luôn. Vì cái nội thất của nó còn mới. Vâng, em tháo ra nội thất và đầu từ. Đầu từ của nó chưa chạy luôn đâu. Vâng, đầu từ nó chưa chạy luôn. Theo đoàn xe đón nàng dâu, ai cũng khen nàng đô xô, đâu hay có người đang nghe xô xa. Tiếng nó quá đỉnh đấy ạ. Test tour đây cho bác xem. Đấy, rất là đỉnh luôn. 20 triệu đồng cho em 6300, một cơ hội không có, không có con thứ hai đâu. Các bác có nhu cầu hãy alo cho em. Đấy, giảm giá cho các bác một con cho các bác chơi Tết. Hoàn hảo luôn. Qua bài khác đấy, nó tour nó xếp băng này, mịn như thế này cơ mà. Em thấy lạnh lùng. Rất nét. Thương em trốn xa. Hoàn hảo, vô cùng êm ái và mượt mà. Đấy, không các bác lại em phải nhấn mạnh đây là zin nguyên bản và còn rất mới, chứ không phải là các bác nghĩ là em bán rẻ là nó có vấn đề. Đấy, nhắc lại một lần nữa cho các bác hiểu một vài cái vết xước do anh em bên kia người ta chơi, người ta nghịch ngợm. Còn bình thường em để em bán với những cái mức giá bình thường như những cái máy kia thì cũng chẳng ai nói gì. Tuy nhiên thì con này thì em muốn giảm giá một chút thôi. Trả lại anh tình ai hơi người tôi yêu tôi mê. Đã một lần buồn thì tôi cũng đã nhìn. Rất hay. Phong sương đời còn lắm, ước hẹn thành mong manh. Đặt trần sẽ kết thúc video clip này tại đây. 20 triệu đồng cho em Tech A6300. Vâng, cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại.